Xin chào, đây là trở lại với review nghệ. Mình minh Redmi K70 là dòng thoại kế tiếp của dòng Redmi K60. Dòng thoại anh em quan tâm đến rất là nhiều vì nó có một mức giá phải nói là quá ngon đấy mà, so với những thứ mà nó được trang bị. Và tất nhiên em này vẫn sẽ có những cái điểm trừ, như là đây, em này là hàng sách tay nên là anh em chỉ có thể sử dụng được ROM gốc và dùng tiếng Anh thôi anh em nhé, chứ anh em sẽ không có sẵn tiếng Việt. Và để có được tiếng Việt thì anh em sẽ phải Việt hóa nó. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để Việt hóa chiếc thoại Redmi K70A này. Anh em cũng đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn nút chuông để bắt đầu video chi tiết thôi. Thực ra thì mình đã làm rất là nhiều video hướng dẫn anh em cách để Việt hóa những chiếc thoại Redmi, Xiaomi rồi, nhưng mà chủ yếu là trên những con đang chạy MIUI cũ mà thôi. Còn hiện tại những con máy mới như thế này thì nó lại lên được là HyperOS rồi. Và con máy của mình là con Redmi K70E. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để có thể việt hóa chiếc thoại này. Thì đầu tiên, với những chiếc thoại hàng sách tay thì nó sẽ không có sẵn là CH Play cho anh em. Anh em sẽ phải vào cái phần Get App này. Anh em vào đây, rồi anh em sẽ nhấn tìm cho mình. Đầu tiên, với những con máy hàng sách tay thì bàn phím của nó thì sẽ là bàn phím tiếng Anh, tiếng Trung anh em nhé. Anh em sẽ nhấn vào cái dấu bàn phím ở đây này. Anh em sẽ chuyển qua cái NT26 này, đó, để có thể sử dụng tiếng Anh, gọi cho nó dễ. Rồi anh em nhấn tìm cho mình là Google. Đây, thì nó sẽ hiện ra Google Play Store. Anh em nào chưa tải về thì anh em nhấn tải. Còn đây thì mình tải về rồi thì mình nhấn vào Update thôi. Đó, nhấn vào là ok, là nó sẽ có CH Play cho anh em rồi nha. Còn nếu như anh em tìm không thấy nữa, hoặc là nếu như có quá nhiều tiếng Trung anh em không hiểu, thì anh em sẽ tải cho mình là cái trình duyệt S. Đây, anh em gõ vào E, D, G. Đây, trình duyệt S đây, anh em nhấn vào này. Anh em nhấn vào Intro trong máy cho mình. Đối với cái trình duyệt này thì thứ nhất là nó sẽ có tiếng Anh, nhìn nó sẽ dễ dàng hơn. Thứ hai là vào trong đó thì anh em sẽ tải được CH Play nó dễ hơn rất là nhiều. Đó, nó tải xong rồi. Vào đây thì anh em sẽ tìm cho mình là cái nhấn vào đồng ý này. Nhấn vào Skip này. Skip tiếp này. Rồi, Not Now này. Rồi, Not Now này. Not Now tiếp, Confirm. Rồi, ok. Vào đây thì anh em sẽ nhấn tìm cho mình là cái Google Play. Play APK anh em nhé. APK, anh em thêm một cái dòng chữ APK. Đây. Đó, cái dòng đầu tiên anh em nhấn vào tải cho mình. Đó, ở trong này thì anh em nhấn vào download, tải về bình thường thôi. Nó dễ hơn rất là nhiều. Rồi sau khi tải về rồi thì anh em hãy đăng nhập tài khoản của anh em vào. Rồi sau khi đăng nhập vào thì anh em sẽ tải cho mình là cái Set Edit này. Đó, đây, cái Set Edit đây. Anh em nhấn vào Intro vào trong máy cho mình. Rồi tiếp tục anh em sẽ tải cho mình tiếp cái La Bàn Kỳ. Đó, La Bàn Kỳ, đây, cái này này. Anh em tiếp tục tải vào trong máy. Cái này thì nó sẽ giúp cho anh em có thể gõ được tiếng Việt. Ok, tải rồi, cái này tí nữa mình sẽ vào sau anh em nhé. Rồi tiếp theo thì anh em sẽ tải cho mình là cái file ROM tiếng Việt vào trong máy. Thì để tải được file ROM này thì anh em có thể vào trong trang web, anh em gõ vào YouTube web, anh em vào video của mình. Sau đó thì mình sẽ để một cái phần đường link ngay dưới phần mô tả, anh em bấm vào rồi tải file ROM về thôi, nó cũng rất là dễ dàng rồi. Đó, sau khi tải về thì anh em sẽ vào cho mình cái file manager của máy. Đó, nó sẽ hiện ra file ROM anh em vừa mới tải luôn, hoặc là sau khi anh em tải thì nó sẽ hiện lên như thế này. Đó, anh em nhấn vào cái chữ update này. Đó, anh em nhấn vào anh em chạy nó lên. Rồi sau cái bước này thì anh em sẽ vào cái phần set edit này. Đó, anh em tìm tới cái dòng gần cuối nha, anh em tìm tới cái dòng là system local N và US viết khoa. Này, System Local N và US viết khoa này, anh em nhấn vào. Sau đó thì anh em nhấn vào Edit này. Rồi, anh em bật đồng ý nó lên. Sau đó thì trở lại. Đó, anh em lại tiếp tục nhấn vào cái dòng vừa rồi. Anh em nhấn vào Edit này. Anh em sẽ sửa cho mình cái N thành là VI viết thường. Và US thì anh em sẽ sửa thành là VN viết khoa. Anh em nhấn lưu lại. Đó, ok, sau bước này thì anh em sẽ phải là khởi động lại máy. Đây, mình sẽ khởi động lại máy này. Rồi, anh em sẽ chờ một tí nhá, sẽ có kết quả. Rồi, ok, máy mình lên rồi anh em nhá. Đây, cài đặt này, cài đặt tiếng Việt này. Đó, nó sẽ có tiếng Việt cho anh em này. Rồi, cuộc gọi này, cuộc gọi tiếng Việt này. Rồi, đâu này nhá. Cửa hàng CH Play này. Đó, tiếng Việt này.
máy ảnh này, thư viện này. Thư viện thì vẫn là tiếng Anh anh em nhé. Về cơ bản thì đối với việc mà việc khóa trên những chiếc thoại Redmi như thế này thì nó sẽ chỉ có thể đáp ứng được cho nên tầm khoảng là 90% tiếng Việt thôi, chứ không thể nào mà có 100% tiếng Việt được. Anh em nào mà mua chiếc thoại này về thì để có thể sử dụng tiếng Việt thì chỉ có tầm khoảng là 90% thôi anh em nhé. Cái này thì anh em sẽ lưu ý. Tiếp theo là về cái phần bàn phím, gõ bàn phím tiếng Việt thì đây, hiện tại thì nó anh em chỉ có thể gõ tiếng Anh mà thôi, chứ không có gõ tiếng Việt được. Thì anh em sẽ vào cái la bàn kia, cái mà ứng dụng tải vào lúc ban đầu đây, thì anh em sẽ nhấn vào sử dụng ngay này. Anh em nhấn vào cái quản lý bàn phím này, anh em sẽ bật cho mình cái la bàn kia lên, nhấn vào OK này, nhấn vào OK này, đó. Sau đó thì anh em sẽ tắt đi ba cái bàn phím tiếng Trung đây. Rồi OK anh em nhé. Bây giờ thì anh em sẽ vào lại để gõ tiếng Việt này, đó, được rồi anh em nha, gõ tiếng Việt này, đó, OK. Còn đối với những cái app rác như thế này thì anh em cứ xóa bình thường như thế này thôi, dọn bớt những cái app rác như thế này. Còn trên những chiếc thoại HyperOS thì về cơ bản cái phông chữ như thế này thì nó cũng OK rồi, nó cũng đẹp rồi, anh em không cần phải tải cái phông chữ mới đâu. Còn anh em nào muốn tải phông chữ mới thì anh em sẽ vào cái phần theme store này, bỏ qua chấp nhận, anh em lướt qua tới cái phần form đây này này. Đó, ở đây thì anh em tìm cho mình cái form Roboto. Cơ bản thì ở thời điểm tại mình thấy cái form Roboto này là nó sẽ hỗ trợ tốt nhất cho những chiếc thoại Realme và Redmi, nên là anh em cứ tải phiên bản này sử dụng cho nó đẹp. Theo mình thấy chủ yếu chỉ dành cho những cái phiên bản MIUI thôi, chứ còn HyperOS như thế này thì chữ nó cũng đẹp sẵn rồi. Đấy, anh em xem phông chữ này nó cũng rất là rõ ràng thôi, chứ nó không bị nét đậm, nét nhạt, cơ bản thì cũng được anh em ạ. Rồi, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn anh em cách để việc khóa chiếc thoại Redmi K70E này đang ở là phiên bản HyperOS một cách rất là dễ dàng thôi. Anh em muốn mình làm máy nào khác thì anh em cứ để lại phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em video sau anh em nhé.